Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì mọi người cũng thấy rồi đó, thì đây là một cái ngôi chùa đang còn xây dựng dở dang. Thì theo như tay Lâm chỉ thì đây là bị cháy. Bị cháy cũng hơn một năm rồi. Nhưng có một cái điều đặc biệt đó, là đến khi cháy tới ông Phật, tới tượng Phật thì lại không bị ảnh hưởng gì. Bên chúng ta cũng đang cứu trợ miền Trung thì cũng nhiều, nên Lâm không có kêu gọi, nhưng mà chỉ mọi người nếu có hữu duyên thì đến đây thì hỗ trợ rồi xây chùa tạo công đức phước đức. Thì ở đây thì gạch này là để chúng ta ghi tên tuổi rồi của chúng ta lên, rồi sư thầy cũng chú nguyện cũng có công đức, rồi tới đây thì cũng sư thầy cũng gửi chúng ta gọi là nước rồi cái lọc để về để làm ăn, coi như là cũng gieo duyên với chùa. Rồi, xin chào mọi người, chúc mọi người hữu duyên.